Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bất ổn chính trị thượng tầng làm trầm trọng thêm thực trạng bế tắc trên tất cả các lĩnh vực ở Việt Nam. Ngày 10 tháng 5, FA tiếng Việt bình luận về đề tài xung đột nội bộ ảnh hưởng đến tương lai Việt Nam như thế nào. FA đề cập đến những biến động ở thượng tầng chính trị Việt Nam thời gian qua và đặt vấn đề vậy cuộc cạnh tranh quyền lực này có thể ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của Việt Nam. AFA dẫn nhận định của luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng chế độ Cộng sản không xây dựng, điều hành chính quyền theo các nguyên tắc quản lý xã hội thông thường và bằng các quy định pháp luật theo quy chuẩn. Thế nên, họ thay thế điều đó bằng cách sử dụng biện pháp tuyên truyền như là một trong những cách thức điều hành xã hội. Do đó, các định chế chính quyền như quyền lực nhà nước, quốc hội, chính phủ, tòa án, truyền thông đều mang ý nghĩa khác với thế giới đang hiểu và hoàn toàn phụ thuộc vào sự lãnh đạo duy nhất từ định chế đảng Cộng sản. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Theo luật sư Mạnh, trong cuộc tranh giành quyền lực vừa qua, xuất hiện hoạt động tuyên truyền hạ bệ được tiến hành theo hai giai đoạn. Giai đoạn tuyên truyền thuyết phục và giai đoạn tuyên truyền thông tin. Luật sư Mạnh phân tích, trong giai đoạn tuyên truyền thuyết phục, họ tung tin đồn không chính thức ra ngoài xã hội với mục tiêu chuẩn bị dư luận, thuyết phục công chúng và thuyết phục chính bản thân quan chức bị hạ bệ. Sau khi sự việc đã an bài, họ mới thực hiện việc thông tin chính thức cho giới truyền thông chính thống. Truyền thông chính thống của nhà nước chỉ còn làm mọi việc sau cùng là đưa tin về một sự việc đã được thu xếp hoàn tất. AFA dẫn quan điểm của giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Chữ cho rằng ông Tô Lâm là người trực tiếp cầm củi cho vào lò. Vì vậy nếu đến hết nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 mà ông về hưu thì cũng kẹt cho ông lắm và Tô Lâm đang nhắm đến vị trí cao hơn. Luật sư mạnh tin rằng trong hầu hết thời gian đốt lò thì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn là người cầm trịch nhưng sau trường hợp ông Thưởng và ông Huệ thì người cầm trịch đã chuyển qua tay ông Tô Lâm. Theo luật sư Mạnh, ông Tô Lâm hạ bệ hai ông Thưởng và Huệ vì động cơ tham vọng quyền lực cá nhân nhưng không sai. Và đây là hình đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, người mở màn cho những rối ren chính trị hiện nay. Điều này phản ánh bản chất nền chính trị hỗn mang Việt Nam vốn không hoạt động dựa trên những nguyên tắc dân chủ mà khởi đầu bằng một sự thoáng đạt quyền lực, cướp chính quyền và duy trì điều đó cho đến nay chế độ và cả đất nước này đang phải trả giá cho sự hỗn mang chính trị đó, luật sư Mạnh nói. Về ảnh hưởng từ sự xáo trộn ở thượng tầng chính trị, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Chữ cho rằng có thể sẽ ảnh hưởng xấu trực tiếp trong ngắn hạn, tuy nhiên về chiến lược dài hạn thì đáng ngại hơn nhiều. Theo tiến sĩ Chữ, một khi Việt Nam không còn quan trọng với Tây Phương nữa, thì dù muốn dù không, Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng Phần Lan hóa. AFA giải thích, trong chiến tranh lạnh, Liên Xô cho Phần Lan có nền chính trị độc lập nhưng kiểm soát mạnh mẽ chính sách của họ, đặc biệt là chính sách đối ngoại. Đối với trường hợp Việt Nam ngày nay, nếu bị Tây phương bỏ qua, thì sẽ bị Trung Quốc kiểm soát, tương tự Phần Lan trước đây. Lực sư mạnh cũng cho rằng, khi cuộc đốt lò đã chuyển thành cuộc rõ ràng trên thượng tầng chính trị, thì sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề của đất nước. Sau nửa thế kỷ nắm giữ quyền lực chính trị thống nhất trong toàn lãnh thổ, họ đến trước thời điểm phát sinh ra các rõ ràng chính trị ở cấp lãnh đạo cao cấp trong thời gian gần đây thì chế độ cộng sản chưa từng thể hiện được khả năng phát triển quốc gia. Lúc này nền kinh tế cùng hàng loạt lĩnh vực khác như tài chính, giáo dục, y tế, kể cả các giá trị tinh thần như dân khí, đạo đức đều đang lao dốc không phanh. Theo đó sự bất ổn chính trị hiện nay sẽ chỉ làm trầm trọng hơn điều đó mà thôi. Tôi thật sự bi quan về hiện tình đất nước, ông mạnh bày tỏ quan điểm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Bất ổn chính trị thượng tầng làm trọng trọng thêm thực trạng bế tắc trên tất cả các lĩnh vực ở Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Công tác nhân sự thất bại, trách nhiệm thuộc về đảng trưởng Ngày 7 tháng 5, BBC tiếng Việt nêu nhận định Đảng Cộng sản Việt Nam công tác nhân sự thất bại. Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trưởng tiểu ban nhân sự đại hội 12, 13 và cả khóa 14 sắp tới. Nhưng khóa 12 và 13 có tổng cộng 8 ủy viên bộ chính trị bị kỷ luật cho thôi chức, hàng loạt ủy viên trung ương Đảng bị kỷ luật, bị xử lý hình sự đã làm dấy lên câu hỏi về tính hiệu quả của công tác nhân sự do ông Trọng đứng đầu. BBC bình luận Chính trường Việt Nam đang có những diễn biến khó lường, nhất là sau sự ra đi lần lượt của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. BBC dẫn quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, các kỳ đại hội Đảng thường có nhiều nội dung nhưng có hai vấn đề quan trọng nhất là văn kiện và nhân sự và ông Trọng là người đứng đầu cả hai tiểu ban này cho Đại hội Đảng khóa 14. Ông Trọng cũng chủ trì cả hai tiểu ban này của hai khóa trước, tức Đại hội 12 và 13. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết, theo diễn giải của đảng, tiểu ban nhân sự đại hội 14 có nhiệm vụ xây dựng phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương, kế hoạch giới thiệu nhân sự ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của đảng, ở đây là vị trí tứ trụ. Có thể hiểu, tiểu ban nhân sự có trách nhiệm giới thiệu, kiểm tra, chốt hạ, nôm na là thống nhất trước khi trình ra tập thể đại hội, cả nhân sự cấp chiến lược gồm tứ trụ, bộ chính trị, ban bí thư, trưởng các ban đảng, trưởng bộ ngành, bí thư 63 tỉnh thành. BBC dẫn lời một nhà quan sát chính trị Việt Nam ẩn danh nhận xét rằng, tiểu ban nhân sự là cửa soát vé quan trọng nhất của Trung ương về vấn đề nhân sự trước đại hội. BBC dẫn tiếp lời tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp khách mời từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore cho rằng, ông Trọng có thể giới thiệu nhân sự tổng bí thư, nhân sự bộ chính trị, ban bí thư, và các ủy viên khác của tiểu bang cũng có quyền giới thiệu, lựa chọn và tất cả cùng đánh giá. Cuối cùng, tiểu ban nhân sự sẽ lên một danh sách nhân sự gồm các ủy viên bộ chính trị, ban bí thư, ủy viên trung ương và các chức danh chủ chốt của đảng và nhà nước cho khóa 14. Quyết định về nhân sự là quyết định tập thể, ông Hợp cho biết. Và đây là hình đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, người phải chịu trách nhiệm về vấn đề nhân sự của đảng. BBC lưu ý Phương án nhân sự các chức vụ tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng được xếp vào dạng tuyệt mật. BBC nhắc lại phát biểu của ông Trọng tại hội nghị cán bộ toàn quốc vào ngày 23 tháng 4 năm 2020 rằng: "Đúng người thì nhân dân được nhờ, cách mạng được nhờ và đất nước phát triển, còn chọn sai người thì không biết sẽ ra sao." Thế nhưng, tính tới nay, nhân sự Đảng cả hai khóa 12 và 13 đã có 8 ủy viên bộ chính trị bị xử lý, nhiều ủy viên Trung ương Đảng phải đi tù. BBC nhận xét, dù ông Trọng đã dùng ngôn ngữ mạnh mẽ để nói rõ tầm quan trọng của công tác nhân sự, nhưng đến nay, một số chuyên gia cho rằng công tác nhân sự khóa 13 do ông Trọng dẫn dắt đã thất bại. BBC dẫn lời giáo sư Cathayơ nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu nay cho hay, ông được các nguồn tin cho biết Việt Nam sẽ thay đổi điều lệ đảng và nâng độ tuổi tham gia bộ chính trị lên 70 hoặc 71 tuổi. Vậy là sẽ có những người già hơn. Đây là sự quản lý yếu kém. Và đây không phải là cách để một đất nước phát triển, giáo sư Chatterjee nói. Giáo sư Chatterjee cũng đặt ra vấn đề trách nhiệm đối với người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam khi để xảy ra việc hàng loạt quan chức bị xử lý. Chia sẻ với BBC, một số nhà quan sát đánh giá rằng, công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam sai từ quy trình hay nói đúng hơn là nằm trong lỗi hệ thống. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Công tác nhân sự thất bại trách nhiệm thuộc về đảng trưởng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.